Tuấn Âm Thanh Phú Thọ xin kính chào quý vị. Em tiếp tục chào đón quý vị với một số mã loa do nhu cầu công việc nên em vẫn tiếp tục xả hàng, xả cho hết để lấy chỗ kê bàn ghế quý vị nhé. Tiếp tục những đôi loa này em đã có clip quay trước, sẽ không báo lại nữa. Những đôi này đã có clip quay trước, không báo lại. Đôi Technic này cũng đã có clip quay và đã bán rồi quý vị nhé. Nên tiếp tục quay sang mã khác. Bắt đầu tiếp theo giới thiệu đến quý vị một đôi loa cây. Đây là đôi loa cây Daily. Đây, đôi loa cây Daily quý vị nhé. Em Daily thiết kế với hai bát, một tép bát 18. Và phía trước bọc nhung nỉ hết nhé. Phía trước bọc nhung nỉ hết. Quý vị nhìn con ốc của em nó này, nó rất kỳ chất rồi. Đấy, nhìn em đẹp từ con ốc luôn nhé. Gần mút, màng giấy. Nhìn em nó thiết kế này, rất là chất. Đây, em quay phía sau, thùng góc cạnh của em nó còn rất là đẹp, ê căng còn đầy đủ. Giá của em nó là 5.9 triệu, giờ còn 5.5 triệu quý vị nhé. 5.5 triệu. Em đi ra phía sau nhé. Này, phía sau này em của nó rất là đẹp. Đôi loa Daily 104 nhé. Đôi này quý vị nào có nhu cầu thì em sẽ gửi clip test riêng. Đã có clip test riêng độc lập của em nó rồi nhé quý vị nhé. Đôi này đã có clip test riêng cho em nó rồi. Đã có clip test riêng. Tiếp theo đến là đôi loa. Tiếp theo đến là đôi gì nhỉ? Cũng tiếp tục là một đôi loa cây nữa. Để em quay phía sau quý vị biết là xem nó đôi loa gì. Đây. Đây là đôi loa Selection. Quý vị nhìn chưa? Selection này. IMPA CT23. Hàng Made in England. Loa của Anh quý vị nhé. Đây là đôi loa Anh. Công suất 100W một loa. Trở kháng 6 ohm. Đây, quay gần cho quý vị nhìn này. Được chưa? Công suất 100W một loa, trở kháng 6 ohm. Hàng Made in England. Giá của em nó là 5.9 triệu. Để cho quý vị 5.5 triệu. Đây, e căng của nó, một bên em đây e căng bỏ tất ra đây. Đấy, giá của nó em là 5.5 triệu. Nhìn em, hàng quá là chất, là đẹp luôn. Hai lỗ thông hơi gần bằng loa luôn. Hàng của Anh đấy. Thiết kế này, gân cao su này, mềm nhũn luôn. Còn rất là chất, là đẹp nhé. Gân cao su còn cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn xem loa còn rất là đẹp nhé. Đây, quay thật sát cho quý vị xem luôn. Mũi này vậy. Ok chưa? Nhìn quá là đẹp luôn. Này. Giá của em nó là 5.9 triệu. Giờ là 5.5 triệu quý vị nhé. Công suất 100W một loa. Hai con là 200W. Muốn đổ nước vào đi cho đá nóng. Không cho đá à? Tiếp tục sang con này là con Edifan. Đây là đôi loa cây Edifan này. Thiết kế với ba quay. Quý vị nhìn ba quay nhé. Bát là giấy gần cao su. Bát 20. Nhưng mà công suất thì khá tốt, khá lực. Hàng xem lại xem nào. Đây. Em nó thông số của em nó đây quý vị nhé. Công suất của em nó tối đa 150W một loa, trở kháng 8 ohm. Còn ít USA này là đây không phải Made in USA rồi mà chắc quý vị dịch giúp em chắc là sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ đây. Phía dưới là thiết kế một lỗ thông hơi khá lớn. Hàng còn đẹp lung linh,
bát đánh rất là uy lực, có clip test rồi, quý vị nào cần em gửi clip cho xem. Giá của em nó là 4.900.000, giờ là để 4.500.000 quý vị nhé. 4.500.000. Đây em mở nút màng bên này cho quý vị nhìn xem. À còn rất là đẹp. Không lại bảo xe xuống. Đây. Còn cực kỳ là đẹp. Edit fan nhé. Tiếp đến là đôi đấy. Tiếp đến cho con cái này. Con đôi Yamaha này. Tiếp đến là đôi Calip. Những dòng Calip này thì không phải quảng cáo nhiều. Em bỏ nốt e-căng bên này ra cho quý vị xem. Đợi, e-căng nó hơi chặt. Đây, bỏ cả hai luôn, mở cho đẹp. Do nó ngược sáng nên em đứng lên cho quý vị nó hơi tối. Đây, coi kiểu này. Đấy. Nón giữa màu đỏ. Nó không phải đỏ lắm, màu tím tím. Bát gân vải nhé, vải bóng đâu, màng vải bóng, gân thì cao su lõm, gân lõm được đánh là rất tốt rồi. Tép kèn quý vị nhé, em nó chết kèn, em nó cao xem nào, 1, 2, 3 bố em cao 80 phân, tất cả đống loa này cao đều tầm 80 phân đến 90 phân trở lên. Đây em nó là Calip quý vị nhé, hai lỗ thông hơi khá là to. Giá em nó là 6.900.000, giờ để cho quý vị là 6.500.000 quý vị nhé, làm giá 6.500.000 được chưa? Ơi thông số của em nó đây, hàng sản xuất tại Canada, sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ. Tất cả đều có chữ ký của người khi xuất xưởng, chữ ký của người Mỹ. Giá của em nó là 6.500.000 quý vị nhé. Xả cho nhanh. Nhanh hết. Bây giờ xả hết xả cạn luôn. Nhanh hết luôn. Tiếp tục xem nào. Tiếp tục đến đôi Pol Audio. Dòng Pol Audio thương hiệu đã rất là nổi tiếng rồi, quý vị đã biết. Đây là đôi loa Pol Audio. Phía sau phía trước thùng vách còn rất là đẹp. Đôi này còn e căng như quý vị nhé, này, còn lưới này còn e căng này. Giá của em nó là 4.900.000, giờ còn 4.500.000 quý vị nhé. Tiếp tục sang bên này nữa. Đây là đôi loa cây sâu Dynamic, thiết kế với hai bát một tép, lỗ thùng hơi rất là to, vật vã luôn. Em nó đánh rất là uy lực quý vị ạ. Đánh được không? Này. Để em cho quý vị xem phía sau. Đây. Bên nó em là Soul Dynamic. Soul Dynamic R515. R515 quý vị nhé. Công suất 130W một loa. Ok chưa? Đấy, trở kháng 8 ohm. Ok quý vị nhé. Hàng made in Canada. Ok chưa? Hai cầu luôn. Rất là chắc chắn, nhìn rất là đẹp luôn. Giá của em nó là 4.500.000. Giờ để quý vị 4.000.000. 4.000.000 quý vị nhé. Tiếp theo lên một đôi loa siêu mẫu. Cao ngất ngây luôn. Em nó hậu thì cực kỳ là sâu rồi. Trước mắt quý vị đây là đôi loa Yamaha. Hậu nó phải sâu gần 40 ấy. Cực kỳ là to. Chân đế thiết kế, chân đế rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp, bắt mắt. Đây là đôi loa Yamaha, hàng Indonesia. Đấy, thùng vách còn rất đẹp như mới luôn. Quý vị xem. Đây, phía sau của em nó đây. Yamaha NSF150. Công suất của em nó thì 180W một loa, quá đỉnh rồi. Trở kháng 6 ohm. Hàng Indonesia quý vị nhé. Đây. Ok chưa quý vị? Hai loa đây.
Giá của em nó là 5 triệu 8 quý vị nhé. À, giờ giảm cho quý vị 5 triệu để cho dọn nốt cho em hộ em. Chưa? Nào, nên để dọn cho nó hết. Hết chưa? À, đó là toàn bộ cái clip em đã test gửi đến quý vị. Một số mã loa dàn em xả. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số điện thoại trên giúp em. Em chào chị, cảm ơn.